hai xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền Mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái ứng dụng đi bộ ha Đi bộ kiếm coi đó là Switch Wallet Thì đa phần những cái câu hỏi như thế này nè Tại sao ở bên cái ứng dụng đi bộ đó có tên là Switch coi Thì các bạn đang có được là vài trăm thậm chí là vài ngàn đồng Switch Nhưng mà khi mà tải cái ví là Switch Wallet về á Thì các bạn mở lên thì nó lại bằng không Nó không có gì trong đó hết ra Và mình sẽ giải đáp cho các bạn cái thắc mắc này cái này thì nó cũng dễ thôi. Các bạn lưới cho mình cái mốc là ngày 13 của tháng 9 ha. Nếu mà các bạn mở cái ví Squid Wallet trước ngày 13 tháng 9 á. Thì nó sẽ chụp lại cái số dư ở trong cái ứng dụng là Squid Coin của các bạn á là bao nhiêu. Và khi mà sau ngày 13 tháng 9 nó may nét thành công và nó được click ở trên sàn á. Thì nó sẽ trả vào trong cái ví là Squid Wallet của các bạn với số lượng coi giống như vậy. Nếu mà trường hợp các bạn kích hoạt, các bạn tải và kích hoạt cái ví Squid Wallet sau ngày 13 tháng 9 á thì ở bên cái app là switch coin của bạn á, bạn có vài ngàn đồng switch đi, giống như mình ở đây mình đang có là 438 đồng switch đúng không? nhưng mà mở lại ở bên cái thằng là switch wallet thì mình chỉ có 41.67 con switch thôi và cái này á, chúng ta lấy cái mốc là ngày 13 tháng 9. nếu mà các bạn tải cái ví này trước ngày 13 tháng 9 thì cái số coin của các bạn ở bên cái switch coin á sẽ được cộng sang cái switch wallet là cái ví chứa cái đồng switch này. còn nếu mà bạn tải sau ngày 13 tháng 9 đúng không? thì nó sẽ không có tính cho các bạn tại vì nó đã lấy cái móc đó rồi và nó cũng đã có thông báo rất là rộng rãi luôn tại vì các bạn không có cập nhật cái thông tin kịp thời nên bây giờ nhiều bạn vô á ở bên cái switch coi thì các bạn có rất là nhiều luôn thậm chí là vài chục ngàn đồng switch nhưng mà mở bên cái switch wallet thì các bạn bằng không coi như là không có gì hết và ở đây thì bạn cũng thấy á, mình đang có hai bên đây là chung một cái tài khoản nha và cái bên kia á, mình đang có 438 mà bên đây có 41 con thôi và 41 con này thì mình bắt đầu từ cái ngày mà mình à, mở cái ví này lên và mình đi bộ thì nó được cộng sang đây. Là hàng ngày chúng ta đi bộ thì nó sẽ được cộng coi sang đây. Còn cái số coi mà trước đó đúng không? Là nó sẽ không có cộng nữa. Và cái số coi trước đó thì các bạn có thể sử dụng để mua hàng ở trong cái app này. Như mình thấy ở trong đây thì họ cũng bắt đầu là cho mua những cái sản phẩm ở trên đây nè. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng Switch coi này để thanh toán. Còn khi mà bạn muốn rút về à, những cái sàn giao dịch tiền điện tử á ví dụ như bạn muốn rút về sàn KuCoin hoặc là sàn okex, huobi gì đó thì phải nằm ở bên cái ví của switch wallet là bên cái ví màu hồng ở đây nè như cái 41.67 con này á thì mình đi bộ hàng ngày bạn thấy không ví dụ như ngày hôm qua thì mình được là 0.77 con nè hôm trước được 0.94 nè cứ điều đều như vậy thì hàng ngày chúng ta đi bộ thì nó sẽ tính cho các bạn là trong là 5.000 bước nha 5.000 bước thì nó sẽ trả cho bạn cái đồng switch coin này đây ở trong đây nó thấy nè Nếu mà chúng ta đi bộ 5.000 bước á, thì nó sẽ chuyển cái đồng switch qua Thực tế thì không cần phải đến 5.000 bước nó vẫn chuyển Nếu bạn đi hơn 5.000 bước thì nó cũng chỉ tính đến 5.000 bước thôi Và nếu bạn nào mà chưa biết cách tải cái ví là switch wallet này về á, Thì các bạn xem ở dưới phần mô tả video này Mình có để cho bạn một cái đường link của cái video hướng dẫn rất là chi tiết Của cái việc là kích hoạt cái ví switch wallet này nha rồi cũng giải đáp được cho các bạn cái câu hỏi mà bấy lâu nay ha Hiện tại mình thấy cái đồng switch này nó lên giá cũng rất là mạnh ha cái đáy của nó là 0.013 và bây giờ các bạn cũng có thể tải cái ứng dụng hai cái ứng dụng ha một cái là switch coi chúng ta đi bộ về hàng ngày á thì các bạn cũng sẽ kiếm được coi ha kiếm được coi thì nó sẽ cộng trực tiếp qua bên cái ví bên kia như ngày hôm nay thử coi là mình đi bộ được bao nhiêu bước ha mình đi bộ ngày hôm nay là 1532 bước những ngày trước đó thì mình đi là ngàn hai có ngày thì đi có 539 bước thôi và mình được cộng sang bên cái ví là switch wallet nè thì cũng thấy ha 0.77, 0.9, rồi 1 nè, rồi 0.95, rồi 0.5 đó là mình đi bộ hàng ngày thì nó cộng ha. Hiện tại thì giá của một đồng Swiss nó đang ở là 0.022. Thì nếu mà chúng ta lấy cái tỷ giá này chúng ta nhân cho là 25.400 đồng á thì bạn kiếm được một đồng Swiss thì sẽ bằng là 550 đồng hoặc là gần 600 đồng cho một Swiss á. Và nếu mà hàng ngày chúng ta đi bộ đều đặn á thì mỗi ngày thì kiếm ít nhất cũng khoảng tầm được là ba con rưỡi á ba con rưỡi thì kiếm khoảng được tầm ngàn rưỡi ha có như là nhìn chung là cứ hàng ngày chúng ta cứ cài cái này vào và chúng ta bỏ trong người không cần phải bật lên á à, thậm chí là mình cũng không nhìn đến nó nữa mấy ngày thì mình cũng không nhìn đến nó nữa nhưng mà khi mà vào trong cái phần ví á thì mình thấy được cộng tại vì mình đi bộ quá hàng ngày thì mình bỏ theo người đây nè và mình di chuyển mình đi bộ thì nó tính bước chân cho mình và nó sẽ trả vào bên cái ví là của Switch Wallet ở đây và từ đây thì bạn có thể rút ra được ha và với cái số dư này thì mình cũng có thể rút ra cái sàn giao dịch bên ngoài. Ở đây có cái phần là transfer nè. Bạn cứ chọn vào trong đây ha. Và chúng ta chọn vào trong phần send chỗ này. Thì bạn có thể là uh, chuyển cái đồng switch này uh, giữa những cái tài khoản đang chơi switch với nhau. Hoặc là chúng ta có thể là copy địa chỉ ví và chuyển ha. Như ở trên sàn của Kucoin nè. Thì các bạn cứ vào trong sàn và chúng ta lấy cái địa chỉ ví và các bạn uh, vào trong cái ví là switch wallet và chúng ta dán vào đây và rút đi ha thì ở trên sàn của coi cái min giao dịch của nó là 100 đồng suýt 100 100 suýt thì chúng ta sẽ được bán mua bán ở trên đây 100 suýt thì nó cũng tương ứng là khoảng là đây mình tính thử ra 2 đô 2 á 100 suýt thì được 2 đô 2 2 đô 2 thì hơn 50 ngàn rồi tầm đó ha, hơn 50 ngàn rồi các bạn nào mà còn thắc mắc gì tại sao mà cái uh, bên cái switch coi các bạn có coi mà bên cái thằng là switch wallet á thì nó bằng không thì mình cũng đã giải đáp ra giống như lúc đầu mình đã nói là chúng ta lấy cái mốc là ngày 13 tháng 9 ha nếu mà các bạn kích hoạt cái ví switch wallet trước ngày 13 tháng 9 á thì các bạn sẽ được cộng cái đồng switch coin vào bên cái ví bên đó còn nếu mà chúng ta kích hoạt sau ngày 13 tháng 9 á thì sẽ không có được tính ha đó là cái mốc đó rồi và bây giờ cái đồng switch này nó vẫn cho chúng ta khai thác bình thường bằng việc là đi bộ ha và nó chỉ tính trong là 5.000 bước đầu tiên thôi lố qua à, 5 ngàn bước thì không có trả cái đó nữa 5 ngàn bước thì bây giờ được khoảng tầm 3 con rưỡi ha một ngày đi cũng khoảng được tầm ngàn rưỡi tới 2 ngàn đồng và cái này các bạn cứ cài theo bên người đi và chúng ta cứ để đó nó nó tự động nó tính tiền nó trả tiền trong ví khi nào vẫn thấy nhiều nhiều rồi đó thì chúng ta có thể rút về trên sàn và chúng ta bán ha cái này thì nó rất là uy tín các bạn yên tâm là không có scam đâu tại vì cái coi của nó đã được lên sàn rồi và nó list một phát là tầm khoảng 30 sàn đã giao dịch cái đồng switch này giá của đồng switch hiện tại thì nó cũng tương đối cũng khá là thấp ấy À, nếu mà tính theo cái đỉnh này á thì nó còn rất là xa nữa bây giờ nó mới có 0.027 thôi đỉnh của nó là gần 0.1 đô ha và trong tương lai mình nghĩ nếu mà cái dự án nó làm tốt á có uh, được list trên những cái sàn lớn nữa thì cái giá nó khoảng tầm khoảng 0.1 đô á 0.1 đô thì khoảng 2 ngàn rưỡi cho một đồng suýt á bây giờ một ngày các bạn đi bộ thì các bạn kiếm được khoảng ba con ba con thì hai ngàn rưỡi được bảy ngàn rưỡi ha cũng không có mất quá nhiều cái gì của các bạn ấy chúng ta cứ cài vào trong điện thoại chúng ta cứ đi bộ và kiếm tiền được rồi Ok, video này thì mình đã giải đáp cho các bạn cái câu hỏi là tại sao Switch trong ví của bạn trong cái ứng dụng Switch Coin với lại trong cái ví là Switch Wallet nó lại khác nhau như vậy ha. Rồi, hy vọng là các bạn hiểu được cái video này nhé. Và nếu mà các bạn đang gặp khó khăn gì ở cái ứng dụng Switch này thì các bạn cứ để lại dưới phần bình luận video này. Thì mình hiểu cái gì thì mình sẽ giải đáp cho các bạn cái đó nhé. Nếu mà bạn thấy yêu thích cái video này của mình thì hãy bấm vào cho mình một like ha. Còn nếu mà chưa có theo dõi cái kênh này đấy thì các bạn hãy bấm vào theo dõi kênh này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.